Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6, lớp 4 ở bên Unit 4 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang bài tập số 8 rồi. Đó, tất cả các bài tập thì chúng ta cũng đã làm xong hết rồi đúng không? Phần bài tập số 8 của cái phần Getting Ready for School đó các bạn ha. Đó, phần C đó. Rồi, và chúng ta gần hết Unit 4 rồi. Thế thì trong bài tập số 8 này á, người ta cho chúng ta tất cả các từ này. Việc của chúng ta là điền nó vô từng cái chỗ trống cho phù hợp. Cái này dễ lắm các bạn, mình giúp các bạn làm nhanh thôi. Đó, cái chỗ này đòi hỏi chúng ta phải đoán được cái nghĩa người ta viết nha. Đây, ví dụ này là have, get, brush, do, wash, go. Những động từ này nó đi liền với những từ ở trong bài á, thì nó sẽ ra cái nghĩa. Ví dụ như dressed thì nó đi với get. Đó, và ha, get dressed là mặc quần áo đó các bạn. Đó, rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Chúng ta đón nghĩa rồi, chúng ta điền vào được ngay liền. Thanh Lam, đó, Thanh Lam, bạn Thanh Lam là một học sinh tại trường Thống Nhất. Cô ấy, à, đi với chữ up, này các bạn để ý này. Thường cái chữ up này đi với get, này các bạn này, cô ta thức dậy này. Đây, get, nhưng nếu mà là cô ba, cô ta là ngôi số 3, số x, phải có s, đó các bạn nhớ cho mình nha. S hoặc là es, đúng không? She gets up at 6 o'clock every morning. Cô ấy thức dậy này lúc 6 giờ vào mỗi buổi sáng. Đó, vào mỗi buổi sáng là cô ta thức dậy lúc 6 giờ. She gì? Her teeth. À, chải răng là gì các bạn? Brush. Đây, brush. Đó, brush. Nhưng mà là đi với she là ngôi số 3, số x đó các bạn, thì buộc phải thêm es, bởi vì chỗ này là sh. Các bạn nhớ công thức của nó chưa? Đó nha các bạn nha. She brushes her teeth and gì, her face, washes her face. Đó. Vậy thì chỗ này, câu này từ đây đó là cô ta chải răng của cô ta và rửa mặt của cô ta. Đó, quá hợp lý đúng không các bạn? Chải răng và rửa mặt là hợp lý đúng không? Nhớ chỗ này là ES nha. Vì sao ES này các bạn biết rồi, mình cũng nói nhiều rồi đúng không? Các bạn xem lại trên kênh của mình các bạn thấy ngay. Ok, cô ta chải răng cô ta và rửa mặt cô ta. Then, sau đó, then she bread, bread and milk for breakfast. Vậy là sau đó cô ta làm gì? Have, đó, cô ta có have, nhưng mà đi với she là thành has. Đó các bạn nha, cẩn thận chỗ này, nếu chúng ta không cẩn thận chúng ta rất dễ sai. Chỗ này các bạn đưa have là sai liền. Then she has bread and milk for breakfast. Sau đó cô ta có bánh mì và sữa, có nghĩa là cô ta ăn bánh mì và uống sữa đó cho cái bữa sáng. At 6:30, vào lúc 6:30, she gì, à nãy thầy nói đó, get mà đi với ngôi số 3, số x là gets. Đó, she gets dressed. Đó, cô ta, chúng ta dùng hai chữ get luôn các bạn nha, hai chữ luôn, bởi vì chỗ này là từ A đến F, A, B, C, D, E, F, 6 mà 2, 4, 6. Ủa, sao thầy dùng từ từ nhé. À, she get up, đúng rồi. She get up, đúng rồi. Do, sao, à, vậy là có thể chúng ta không có, có một chữ chúng ta không dùng cũng không sao các bạn. Và chỗ này này, get dressed là mặc quần áo là đúng rồi các bạn nha. Và gì các bạn? Go, đây, đây, go. Go mà đi với she sao? Đi với ngôi số 3 suýt là thành goes, đó, goes to school. Vào lúc 6:30, cô ta mặc quần áo và đi đến trường. Như vậy là trong câu này chúng ta không có làm cái chữ do đúng không? Đúng không? Ok, chúng ta xem có chỗ nào do không? Không có đúng không? Đó, ok, sau đó cô ta ăn bánh mì và uống sữa. Rồi, như vậy là chúng ta không dùng chữ do này. Ok các bạn ha. Rồi như vậy là cái bài tập này á, là các bạn để ý là cái cách chia nè, chia cái động từ đi với ngôi số 3, số x nè. Đó, Thanh Lam một học sinh ở tại trường Thống Nhất á. Trường Thống Nhất, cô ta thức dậy vào lúc 6 giờ mỗi buổi sáng. Cô ta chải răng và rửa mặt cô ta. Sau đó cô ta ăn bánh mì và uống sữa cho bữa sáng. Vào lúc 6:30, cô ta mặc quần áo và đi đến trường. Như vậy là tất cả những động từ này các bạn để ý này, hoặc là thêm s hoặc là thêm es. Đó các bạn thấy chưa? Này, cái này là has, trường hợp đặc biệt của từ have chúng ta không nói, còn lại là s hoặc là es. Trường hợp es là tận cùng là các bạn thấy này, hoặc là o này,
hoặc là SH này các bạn thấy chưa? Nhớ công thức là ông cháu già chạy xe SH chưa? Đó, các bạn cứ nhớ và các bạn thêm ES vào cho mình. Rồi, như vậy là bài tập số 8 chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn các video tiếp theo ở các bài tập tiếp theo. Chào các bạn.